Theo kế hoạch, đến hết quý 2 năm 2025, dự án Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ sẽ đưa vào hoạt động. Để đảm bảo tiến độ đề ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, ủng hộ chủ trương, bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiểu về chủ trương xây dựng Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân sẽ giúp các hộ làm nghề mở rộng quy mô sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường. Gia đình ông Dương đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao trên 5 sào đất cho dự án. Cũng giống như gia đình ông Dương, anh Phát đã vận động gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao 4,4 sào đất đang trồng cây ăn quả của gia đình. Là đảng viên thì mình phải là người chấp hành và để cho người dân người ta thấy đó để người ta làm. Thế hiện tại như bây giờ thì cũng đại đa số là các hộ đã ký nhận. Dự án này là một điều rất là thuận lợi cho dân chúng tôi, đặc biệt là các hộ làm nghề sản xuất mộc. Cá nhân tôi và gia đình thì cũng rất là đồng thuận trong cái việc để tiếp nhận cái thông tin về thông báo thu hồi đất, về cái chính sách bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Đến bây giờ thì gia đình tôi đã nhận hoàn toàn đủ cái số tiền theo chính sách bồi thường. Làng nghề truyền thống mộc Thụy Lân hiện có gần 130 hộ sản xuất, tạo việc làm cho gần 500 lao động. Tuy nhiên, do sản xuất chế biến trong khu dân cư dẫn đến bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của nhân dân. Trước thực tế đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định việc thành lập Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân với diện tích gần 10 hectare của gần 140 hộ. Mục đích di rời, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Tôi rất mong khu làng nghề sớm đi vào triển khai để hội viên trong làng nghề có cơ hội để tham gia sản xuất và phát triển kinh tế, tránh bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Cơ bản nhân dân đồng thuận rất là cao, nhưng trong đó là có 1-2 trường hợp là không đồng thuận. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động hộ này giao đất. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư là công ty cổ phần Thái Sơn Bắc Hà đã ứng tiền hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong dự án. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, đã có 74 trên tổng số 138 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích gần 5 hectare. Doanh nghiệp cũng cam kết với các hộ đã nhận tiền theo luật đất đai cũ khi các hướng dẫn của luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Nếu giá đất chênh lệch thì sẽ tiếp tục tăng nguồn bồi thường để người dân đỡ thiệt thòi. Để mà đảm bảo theo đúng cái kế hoạch bằng tất cả các cái nguồn lực của mình phối hợp với cả các cái cấp chính quyền để cố gắng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ở quý 4 năm 2024. Và sau đó chúng tôi sẽ triển khai công tác hạ tầng kỹ thuật